Rồi, xin chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Em đang hát FM quý vị bằng con tuner LED. Con này thì nó sẽ đi trùng bộ với LED 30, LED 70, LED 30 Bluetooth. Con này thì được sản xuất tại Anh Quốc nha quý vị. Quý vị em nghe em đang bắt cái FM của nó rất là nét luôn nha quý vị. Đó. Đèn vàng ha, và cái mặt ở phía trước. Đó, mặt nhôm phía trước cực kỳ đẹp luôn nha quý vị. Đó. Rất là đẹp ha. Con này thì nó chỉ hát FM thôi nha quý vị. Bên tay thì họ sử dụng FM ha. Đó. Quý vị nào sử dụng LED 30, 30 LED 70 thì con này là dạng là sưu tầm, vì con này nó rất là hiếm nha quý vị. Con này nó rất là hiếm. Con này thì có thể nói là tìm đỏ con mắt. Âm ly quý vị muốn mua bao nhiêu cũng có. 30 LED 70 nhiều lắm quý vị. Hiếm là chỉ có dòng 30. Còn con này nó hiếm còn hơn là mấy con 30 nữa quý vị. Cực hiếm luôn ha, rất là khó tìm. Quý vị tìm mua âm ly LED được, chứ tìm mua mấy con tuner của LED là cực kỳ khó nha quý vị, cực kỳ khó. Đó. Con này thì đang trong tình trạng hoạt động hoàn hảo nha quý vị. Đó, còn zin hết. Thì hôm nay em sẽ có một ít cái này em xả cho quý vị giá rẻ nha, nhanh gọn lẹ. Đó, để em dọn trống bớt cái kho của em. Em xả hoài mà xả hoài. Em xả rất nhiều nhưng mà xả hoài xả không hết quý vị, còn nhiều quá. Chung là còn nhiều lắm quý vị, xả nói chung là xả chắc đây cũng hơi nhiều, còn mấy cái tủ thứ này. Đó. Rồi, thì hôm nay mình xả từ từ đi ha, xả lần 4-5 món thì nhiều ngày nó cũng hết quý vị. Rồi. Đầu tiên là con tuner Pioneer F570 này quý vị, con tuner này mình em chuyển qua con tuner này cho quý vị ha. Chuyển qua đây là con tuner Pioneer này hát nè. AM đang hát nha, vậy AM đang hát. Cái AM này em không hiểu sao mà nó nhỏ hơn cái FM ha. Vì chuyển qua FM thì nó lại lớn. FM này nó cũng hát tốt nhưng mà FM nó chỉ có 90 thôi các vị. Đó. Quý vị nhớ gắn cái anten vào ha, FM hát FM nhớ gắn cái anten vào nó mới hát được nha. Đó, và FM con này nó chỉ có 90 thôi. Chứ vậy chỉ hát duy nhất được một đài 90 thôi nha. Rồi. Thì con này thì em thanh lý 380 nha quý vị, 380 nha. Về anh em nghe hay là trưng bày gì đó, anh em có cái hệ em ly 570 giống vậy để lên ha. 380.000 quý vị. Quý vị chuyển khoản đủ giùm em bao ship nha, còn COD thì không có bao nha quý vị, 380 thôi. Nó hát vậy đó thì tình trạng vậy nha quý vị. Rồi. Tiếp theo. Tuner Sensui T3000 quý vị. Con này thì cũng là 90 nhưng mà con này là em đã kéo sóng ra là 108 rồi quý vị. Có nghĩa là nó sẽ được nhiều đài hơn ha. Nó lên được mấy đài 98 rồi đài 102. Đó, con này thì đã kéo sóng ra rồi, có nghĩa là nó full giống như là 108 rồi nha. Rồi. Và hai em thì vẫn là 1600, hoạt động hoàn hảo hết nha quý vị, và mặt phay nhôm đẹp xuất sắc. Anh em nào có em đi Sensui hay em đi Pioneer mặt phay nhôm chồng con này lên rất là đẹp nha quý vị. Đó, tình trạng là đang hoạt động hoàn hảo hết quý vị. Con này thì em xả quý vị là giá 950, nhanh gọn. Rồi. Tiếp theo quý vị. Tiếp theo là một con radio. Con radio Zenith, con này là của Mỹ nha quý vị. Bên đây thì nó sẽ có hiển thị cái mặt đồng hồ bên đây. Con này thì nó xuất cho thị trường Mỹ của Canada. Nào quý vị ha. Printed in Canada. Nó sử dụng điện 120V và 60Hz nha quý vị. Đó, Mỹ, công Mỹ về. Thì xung quanh thì nó là vỏ này là cái gì, gỗ hay là mũ. Này là nhựa giả gỗ nha quý vị. Nhựa giả gỗ mà nó bóng piano rất là đẹp.
Con này thì nó có cái kích thước, kích thước đâu rồi đây, có cái kích thước đây quý vị, em đo luôn ha, để chút em đo sai hết cho quý vị xem. Con này là 28,5 nha quý vị. Con xanh xuôi bên đây là 43 nha, xanh xuôi này là 43 đó. Con Pioner này là 42 đó. Rồi con này thì trong tình trạng là AM FM hát tốt luôn nha quý vị. Con này là dạng tự hành, nó có loa luôn rồi, không cần kết nối gì hết. Còn mấy con kia thì chúng ta phải gắn vào amply. Con này thì nó tự hành rồi, nó có loa bên trong ha. Chúng ta mở lên là nó hát thôi. Đây, loa nó ra đường nào đâu. Đây, nó ra bên hông nè quý vị ha. Đó, nó ra hai bên hông. Mở lên thì nó có tiếng đó quý vị. Chung là con này nó hát tốt ha. Con này thì con này lúc trước nói chung là giá con này cao quý vị ha, 2 triệu mấy á, mà bây giờ em xả quý vị là 1,3 triệu thôi. Con này thì để trưng bày rất là đẹp ha, để em bàn làm việc rất đẹp, bán lỗ luôn quý vị. Con này nhập lúc đó đâu gần 2 triệu gì nè. Con này là tại vì đẹp quý vị, hàng sưu tầm ha. Cái thương hiệu Zenith thì nó rất nổi tiếng về tủ đài đó, quý vị thấy những cái bộ tủ đài hay là những con amply Zenith nó rất nổi tiếng của Mỹ. 1,3 triệu thôi quý vị, nhanh gọn. Rồi tiếp theo là một con VIP của Telefunken RC760. Telefunken của Đức này thì quá đỉnh rồi, không cần phải giới thiệu nhiều ha. Mấy con radio hay là mấy con amply hay là mấy con ấy, đa số dòng này thì nó hay hết. Size của nó tính luôn cái nút này là 46 nha, vậy xe bự nha. Chiều cao mà tính luôn cái wide là nó 26, còn không tính wide là nó 21,5. Rồi, con này thì trong tình trạng cũng là hát tốt luôn, nhưng mà có một cái là nó mất hai cái nút này. Đó, lấy cái nút này mình dời qua dời lại mình dặn ha, chịu khó vậy đi quý vị. Mà giá rẻ, con này nếu mà liền lãnh là từ 3 4 triệu. Nhưng mà con này hôm nay em giao lưu quý vị giá 1 triệu mốt nhanh gọn luôn ha. 1 triệu mốt nhanh gọn. Thôi 1 triệu tròn luôn quý vị ha, cho nhanh. Quý vị đừng mặc cả nha, giá này em bán lỗ nhiều lắm rồi. Con này lúc trước nhập cao 1,8 triệu, hiện giờ là bán 1 triệu chẳng lỗ luôn đó quý vị, lỗ nữa luôn. Mấy con này lúc mà cái lúc trước vì giá nó cao lắm nha quý vị. Con này là từ 4 triệu ha, anh em cứ tham khảo đi. RC760 này nè, 1 triệu thôi cho nhanh, tại vì dục tới dục lui nhìn nó chướng chướng thấy ghét ghét rồi, cho nên thanh lý luôn quý vị, cho nó chống cái kho của mình luôn ha. Rồi bên đây thì em có một cái đầu cối Sony TC255 quý vị. Con này là một trong những cái đầu cối nói chung là giá rẻ nhưng mà chất âm là nói chung em đánh giá là cũng kha khá quý vị ha. Nó ngang bằng với những cái con hàng thương hiệu tắt Akai mà xa 5-6 triệu luôn á, nhưng mà giá nó rẻ hơn một nửa ha. Đang chạy motor nó đang chạy ha. Con này thì chạy tốt nha quý vị, con này chạy tốt nha. Con này model là TC255 và một chạy 1 triệu 4 chắc, 1 triệu 4 chắc nha quý vị. Hiện giờ băng thì em đang hết rồi cho nên là không có test trên đây cho quý vị xem được, nhưng mà cái này thì về em đã cho đem lại mấy anh thợ dọn rồi ha, có nghĩa là thay dây cua go vô dầu mỡ mấy cái cơ này nọ hết đó, mấy anh test băng của mấy anh đó là ngon lành hết rồi thì về mình sử dụng thôi. Đa số băng cối thì về quý vị phải vệ sinh đó, thay dây cua ro rồi vô dầu mỡ các kiểu nó vậy, rồi lau chùi này nọ thì con này thì quý vị về chỉ việc dùng thôi. Con này thì em để kho lâu rồi em mới đăng đó. Chung là con này đẹp lắm quý vị ơi, con này nó khá đẹp ha. Bài về motor nó đang chạy nè, ồ các đường tín hiệu này ha, like vào rồi like ra nè ha, output này. Rồi và con này nó có bốn cái chân như thế này thì quý vị có thể để đứng như thế này hay là để nằm xuống cũng được luôn. Giá con này hôm nay em thanh lý cho quý vị là giá 2,7 triệu quý vị ha. Con Sony TC255 này rất là đẹp nha quý vị, rất đẹp nha. Con này anh em mua về trưng bày thì nó nói chung anh em nào ít nghe mình mua về mình trưng bày đó. Con này thì vẫn chạy ngon lành chỉ tốt, chất âm hay luôn nha quý vị, nguyên zin hàng bãi.
Size con này thì chắc tầm ba mấy quý vị ha. Con này thì size nó mini mà 39 quý vị. 39 ha. Chiều cao là 35, 35. Đó. Giá rất tốt quý vị, giá rất tốt. Rồi, cuối chương trình thì em có chương trình mini game đến gửi đến quý vị và các bạn, chúng ta chơi xả chết, chơi cho vui ha quý vị, vui là chính. Thì hôm qua kết quả của ngày hôm qua đây quý vị ha. 7614195 thì quý vị dự đoán đúng số 95 thì quý vị sẽ trúng cái phần thưởng là một cái ổ cắm điện hay là em một cái năm sợi dây AV dài 1,5 m ha. Đây. Quý vị xem giúp em ha. Chín mươi lăm chưa thấy, chín mươi mốt chưa, bảy mươi sáu chưa có, rồi cảm ơn anh luôn. Cái này anh hỏi em ly cỏ thì có gì anh liên hệ giúp em, với lại mấy anh nhắn nhắn hỏi hỏi còn hay không là anh alo giúp em, tại vì nhiều khi em không có chép được cái bình luận đâu quý vị, tại vì không có chép được bình luận. Nếu mà anh em cần cái tư vấn sản phẩm gì thì anh em cứ alo trực tiếp cho em, còn không thì cứ nhá qua em alo lại nha. Đó, như vậy thì nó sẽ nhanh hơn. Còn anh em nhắn trên đây thì nhiều khi em đọc không được đâu. Số 95 mình chưa thấy nha quý vị. Rồi hết rồi. Rồi tiếp tục, hôm nay thì cũng là chưa có anh chị em nào đã nhận giải nha. Thì mong quý vị và các bạn tiếp tục mình tham gia ha, và kiếm thêm nhiều người vào. Mình tham gia thì cơ hội sẽ có, mình không trúng thì những người xung quanh mình sẽ trúng, như vậy thì nó sẽ vui hơn quý vị. Nên nãy giờ em coi đi coi lại hai lần rồi chưa có thấy số 95 quý vị ơi. Rồi tiếp tục thì hôm nay vẫn vậy quý vị, một tổ điện VIP như thế này đó, Panasonic 4 lỗ cắm ha, VIP hơn cả hôm trước nhiều, 5 sợi dây AV đó, hàng Nhật như quý vị, dài 1,5 m xịn. Thì quý vị muốn lấy cái nào cũng được, lấy một trong hai này ha. Rồi, và hôm nay là cái chương trình mini game của chúng ta sẽ là đây 180388, quý vị hãy dự đoán hai số series cuối của tờ tiền. Thì nếu quý vị dự đoán đúng thì sẽ nhận được một trong hai phần thưởng là 5 sợi dây AV hoặc là cái ổ điện rất là VIP của Panasonic xịn sò nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia, đã theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh và cho em xin một like nếu thích. Em xin chân thành cảm ơn.